Cô rửa nước rau này đổ sang đây để rửa chân tay, với lại cho bò uống nước. Rồi còn cái nước bẩn này thì là cô tưới cây. Bây giờ cây cối nó khô cằn quá, không có nước. Nhiều năm nay, gia đình bà Trần Thị Hiền ở xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội phải phụ thuộc vào nguồn nước sạch từ chiếc xe công nông này. Từ bồn xe, nước được bơm vào giếng của người dân để bơm lên các téc nước trên mái nhà, phục vụ nhu cầu sử dụng cho ăn uống, sinh hoạt. Đây là phương tiện duy nhất cung cấp nước sạch cho gia đình của bà Hiền và phục vụ cho hơn 100 hộ dân khác đang sinh sống tại nông trường Dứa Suối 2 và thôn Phú Mỹ C, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Mỗi chuyến xe chỉ chở được 3 khối nước, người dân phải mua với giá 200.000 đồng một xe. Lượng nước này chỉ đủ để sử dụng trong 2 tuần. Tôi thấy xung quanh là bên ấp, bên tất cả xung quanh hai bên là 3-4 bờ, 4 bên là có nước sạch hết rồi. Có mỗi khu nông trường Mỹ ấp C bên này là không có nước. Đấy, mà cũng xin ý kiến mãi rồi nhưng mà người ta chưa cho, người ta bảo đất này đất dự án người ta chưa cho. Đấy, thế nên bây giờ cả xóm này cũng đến khổ về nước. Tất cả khu vực đồi này là không có nước. Nước hàng tháng thì chúng tôi là cứ gọi xe công nông nói, nó cứ đi mua nó chở đâu nó chở đến thôi. 200 nghìn một xe, 3 téc, mỗi téc được 3 khối, dùng được mấy hôm thôi lại hết, được 3-4 hôm lại hết. Xong lại hết lại mua làm nào. Đấy, nước là quan trọng nhất mà không có thì khổ lắm, rất khổ, quá khổ, nói thật sự thế. Đối nước ăn thì mua hết, nếu mà chăn nuôi lợn thì nhiều lắm. Còn nước ăn thì chỉ một vài téc, khổ lắm, thấy dân khổ lắm, khổ phải chịu thôi. Cũng giống như gia đình bà Trần Thị Hiền, gia đình ông Nguyễn Văn Lý ở xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Từ năm 98, từ ngày chúng tôi vào đây là sinh sống ở đất nông trường, bây giờ là thuộc địa phận của xã Phú Sơn. Nói chung là chúng tôi đào giếng, tự đào lấy nước ăn thôi. Xong dần dần mỗi ngày môi trường nó cạn hẹp, vài năm gần đây coi là nước nó không có, chúng tôi phải đi mua từng téc nước ăn. Bây giờ chúng tôi đang đi mua nước, như hôm nay chúng tôi vừa chở xong. Chúng tôi là không chăn nuôi, nếu mà chăn nuôi lợn gà nữa thì là nó tính vài triệu trên một tháng, không phải là một triệu. Theo đại diện của Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì, khu vực nông trường Dứa Suối 2 và thôn Phú Mỹ C nằm trong phạm vi của dự án Nghĩa Trang Yên Kỳ 2 của thành phố Hà Nội. Dự án này được phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2011 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2019. Nhưng đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai thực hiện. Với Ba Vì là một địa bàn rộng, là hơn 425 km², với dân cư trên địa bàn là rất thưa thớt, thế do vậy mà cái triển khai lắp đặt hệ thống nước sạch của nhà đầu tư trên địa bàn thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là địa bàn dân cư thưa thớt. Thứ hai nữa là trong quá trình về đầu tư thì nhà đầu tư cũng là với cái kinh phí địa bàn rộng thì cũng bỏ ra một kinh phí khá lớn để thực hiện trên địa bàn. Thì đây là cũng thứ hai nữa là cái địa bàn trên địa bàn huyện Ba Vì là vùng bán sơn địa. Thế do vậy mà cái đồi núi mà để triển khai cũng như là địa hình thi công khá phức tạp, do vậy mà đây là những cái khó khăn mà trong quá trình nhà đầu tư triển khai. Nhưng mà với quyết tâm này thì ủy ban thì chỉ đạo với đến năm 2025 thì cũng sẽ trên cơ sở đấy là cũng sẽ phủ kín với cấp nước trên địa bàn huyện.